Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, trên trang mạng xã hội được chia sẻ lại của cha Phêrô Nguyễn Văn Khải với bài chia sẻ về dịp cuối năm lại nghĩ đến chuyện giáo hội, và nhiều người cũng bàn tán lại thêm vụ linh mục Hồ Hữu Hòa trước đây ở giáo phận Vinh ở Việt Nam. Trong cách nhìn của tôi, năm vừa qua đối với giáo hội Việt Nam có nhiều chuyện buồn vui. Chuyện vui nhất và mở ra nhiều hy vọng nhất có lẽ là việc sau hơn 3 thập kỷ đàm phán, nhà nước đã đồng ý cho Tòa Thánh bổ nhiệm một vị đại diện Đức Thánh Cha ở Việt Nam và đồng thời gửi thư mời Đức Thánh Cha đến thăm Việt Nam. Chuyện mà gây sốc nhất và đáng lo buồn nhất có lẽ là vụ scandal truyền chức linh mục John Baptista Hồ Hữu Hòa, một người mê cách trở phong thủy, một tội phạm hình sự và một người có quan hệ với giới quan chức, và nhiều điều khác mà dường như đầu vào của các đại chủng viện tuyển sinh các tu sinh hay chủng sinh đều cấm kỵ những điều đó. Tôi đã và đang tìm hiểu về vụ này nhằm rút ra những bài học cụ thể cho mình và cho người khác. Tôi suy luận trong khuôn khổ luân lý, giáo luật và dân luật dựa trên những sự kiện hiển nhiên và đã xảy ra công khai, công cộng và có thể kiểm chứng. Scandal truyền chức này cho thấy sự tham nhũng quyền lực đã xuất hiện ở cấp độ cao sâu, không ngờ và vượt tầm kiểm soát của một cơ chế truyền thống. Nếu không tìm hiểu và rút kinh nghiệm thì tương lai sẽ không còn những chuyện đồng trời hơn thế. Thật đau lòng khi tìm hiểu về vấn đề này. Nếu tôi có chỉ ra điều gì khuất tất thì đó của ai thì đấy là lý do công lý và sự thật đòi hỏi, chứ không phải tôi thù ghét ai. Tôi được ghét nhưng tôi luôn cố gắng tôn trọng và yêu thương người có tội và muốn họ được bình an, hạnh phúc và thành công như Chúa muốn bằng con đường đoan chính. Đó là cách bình luận của cha Phêrô Nguyễn Văn Khải ở trên trang nhà của ngài. Cha Khải ngài nói về sự kiện thầy John Baptista Hồ Hữu Hòa trở thành linh mục và được đồng tế trong các nhà thờ giáo phận Vinh, cũng như là sự xuất hiện của ngài ở một số giáo phận khác đã gây nên một làn sóng phẫn uất chưa từng có đối với giáo dân người Việt trong nước và cả tại hải ngoại. Thầy John Baptista Hồ Hữu Hòa vốn là thành viên của Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng thuộc giáo phận Vinh, thế nhưng thầy đã phải sang giáo phận Marseille xa xôi ở miền đông nam Philippines để chịu chức phó tế và linh mục, và cuối cùng ngài đã được nhập tịch vào giáo phận này. Để truyền chức cho thầy thì thông thường theo giáo luật Đức Cha Cantilas sẽ đòi các điều kiện sau đây. Thứ nhất, ngài cần được biết lý do chính đáng của việc phong chức này. Vì vậy, thầy John Baptista Hồ Hữu Hòa và những người giới thiệu thầy với Đức Cha Cantilas đã nói gì, chúng ta không biết. Thứ hai, ngài cần có ủy nhiệm thư phong chức của một đấng bản quyền của một giáo phận nào đó. Thực tế ngài đã có, và thư này đã được đọc trong lễ truyền chức do Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long và linh mục trưởng ấn Nguyễn Nam Việt ký tên. Thứ ba, ngài cần có nhân chứng đáng tin, và ngài đã có, đó là cha Nguyễn Nam Việt là trưởng ấn chánh văn phòng tòa giám mục Vinh, một người đã ký tên cùng với Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long trong ủy nhiệm thư phòng chức. Người đã làm chứng và giới thiệu tiến chức John Baptista Hồ Hữu Hòa trong lễ truyền chức tại Marseille. Sự hiện diện của cha Việt cũng bảo đảm cho tính xác thực của ủy nhiệm thư phong chức mà Đức Cha Cantilas đã nhận được theo quy định của giáo luật. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, sự việc đến đây có lẽ chúng ta cũng biết khá rõ về tình trạng những sự kiện đang diễn ra một cách công khai trên các trang mạng xã hội, và thông tin từ chính địa phận nhà, địa phận Vinh cũng đã thông tin, và nhiều trang thông tin khác đã gửi cả những video cho chúng ta biết về sự kiện của John Baptista Hồ Hữu Hòa. Tuy nhiên, điều mà người giáo dân như chúng ta mỗi người đang mong chờ một sự khiêm nhường, một sự thẳng thắn, một sự thật, và đó là những người đang đi theo Chúa, mà chính Chúa Giêsu là Chúa đã nói ta là sự thật và là sự sống. Người giáo dân đang cần sự thật, đó là những người trung thành và những người thẳng tâm và trước lương tâm của mình với Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn thiện, toàn ái. Từ người giáo dân tin tưởng và đang muốn những người hữu trách trả lại sự thánh thiêng cho bí tích truyền chức bằng cách là trả lại sự thật và soi mình trước sự thật là Thiên Chúa, và can đảm nói lên sự thật cho những người giáo dân để họ niềm tin của họ đặt vào những vị mục tử mà giáo hội của Chúa vẫn đang và sẽ qua các vị mục tử này dẫn dắt đoàn chiên đi đúng hướng. Mọi người lên tiếng về những sự việc tiêu cực hoặc sự giới hạn trong các hàng giáo sĩ hoặc vị tu sĩ không có nghĩa là người ta đang nói xấu, mà người ta đang muốn nhìn nhận về sự thật và muốn làm sạch trong những dòng nước bị một số con sâu làm vẩn đục. Thì đó là điều chính đáng. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa Xuân và Tình Xuân ban mùa xuân đến trong giáo hội nói riêng, và từ giáo hội hãy lan tỏa cái tình xuân mà Thiên Chúa là Chúa Xuân đến cho muôn người, muôn dân. Bởi chính Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài đã nói anh em hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Giáo dân đang mong chờ một sự thật, bởi sống giữa một xã hội nhiều dối trá thì con người luôn chới với bởi không biết đâu là sự thật. Và khi quay trở về với giáo hội làm mẹ, làm mái nhà và là hình ảnh mà chính Chúa Giêsu đã thiết lập để mà nâng đỡ, để mà che chở cho đàn con luôn chới với giữa dòng đời. Sâu con là hạt muối bề dâu, nếu muối không còn mặn cuộc đời nhạt nhẽo vô duyên. Nếu yêu mà chỉ nhận thì tình yêu sẽ chết, và nếu con là ước nguyện xin làm hạt muối tình yêu, xin được hòa giữa biển khơi. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phúc vụ là hạnh phúc đời con. Để con dám sống như Ngài. Ôi tình yêu Chúa huyền siêu, xuống trần chịu chết vì yêu. Nếu muối không còn mặn cuộc đời nhạt nhẽo vô duyên. Nếu yêu mà chỉ nhận thì tình yêu sẽ chết, và nếu con là ước nguyện xin làm hạt muối tình yêu, xin được hòa giữa biển khơi. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phúc vụ là hạnh phúc đời con. Gian khó hiểm nguy có Ngài sợ hãi điều chi. Bao người còn sống khổ đau, trẻ thơ đói khát hao gầy. Tôi còn hờ hững được sao lên đường hạnh phúc rộng trao. Nếu muối không còn mặn cuộc đời nhạt nhẽo vô duyên. Nếu yêu mà chỉ nhận thì tình yêu sẽ chết, và nếu con là ước nguyện xin làm hạt muối tình yêu, xin được hòa giữa biển khơi. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phúc vụ là hạnh phúc đời con. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phúc vụ là hạnh phúc đời con. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất.